Xin chào toàn thể các bác nhá. Hôm nay bên shop lại tiếp tục giới thiệu cho các bác một cái mẫu sản phẩm cực kỳ là hot hiện nay nhá. Đấy. Thì trong suốt một thời gian dài vừa rồi, thời tiết các bác ở khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam rất chi là nóng. Đấy. Thì bên em có nhập về một số quạt điều hòa để các bác lắp vào quần áo mình đi lao động. Nó không bị nóng các bác nhá. Đấy, đây là một giải pháp tình thế giải quyết được cái nhu cầu là vừa đi làm vừa lao động mà nó mát, nó không bị vất vả cho các bác nhé. Đấy, các bác đi làm ở thời tiết oi bức nóng nực, nó có một chút gió là các bác đã cảm thấy đỡ vất vả và nó cũng đỡ mất mồ hôi, đỡ mất công sức các bác nhé. Đấy, các bác làm những cái này cực kỳ là khỏe luôn nhé các bác nhé. Đặc biệt là các bác đi làm ở lao động công trường này, hoặc các bác đi làm ở những cái điều kiện ngoài trời nắng nóng oi bức các bác nhé. Đấy, đây hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác và anh em một cái mẫu quạt nhá. Quạt này gọi là quạt điều hòa. Đấy, cái này thì các bác mua về các bác lắp vào áo nhá, các bác lắp vào áo các bác đi làm nó cực kỳ là mát mẻ nhá. Đây, các bác lắp cái bộ này vào thì nó mát như là ở trong điều hòa các bác nhá. Đấy, cái này nhìn bé này thôi nhưng mà nó rất chi là mát các bác ạ. Đấy, nhỏ nhưng mà lợi ích thì cực kỳ là to. Đây, mẫu quạt này là mẫu quạt Taki các bác nhé. Hàng này là hàng cao cấp nhập trực tiếp ở Nhật Bản các bạn. Đấy, giá sẽ là cái loại này 2, 4, 6, 8 9 cánh, loại này là 9 cánh các bác nhé. 9 cánh rất chi là mát. Đây, các bác mua một bộ thì nó sẽ có theo một cái pin như thế này và hai cái quạt các bác nhé. Đấy, tí nữa em sẽ hướng dẫn cho các bác cách lắp quạt vào áo điều hòa, rất chi là đơn giản, các bác chỉ cần nhìn qua là các bác có thể làm được nhé. Cái này phụ kiện đi kèm, các bác mua chọn bộ nhé, bao gồm một quả pin như này, quả pin Taki nhé. Con này dung lượng của nó thì lên đến 16.000 mAh các bác nhé, 16.000 mAh các bác dùng trong vòng một ngày tẹt bô không lo hết pin nhé. Phụ kiện đi kèm bao gồm một cái dây sạc như này các bác nhé. Đấy, cái này 16.000 mAh là các bác dùng một ngày khoảng độ tầm 12 đến 13 tiếng rất chi là ok. Đây là thương hiệu Taki, nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản các bác nhé. Đấy, đây em sẽ hướng dẫn các bác cách sử dụng nhé. Đây, các bác bật thì các bác muốn dùng nhé, các bác bật, các bác dí vào nút on nhé. Đây nó sẽ có nút on và nút off, các bác dí vào nút on khoảng 3 giây nhé. Đấy, các bác dí nút on 3 giây. Đây, quạt quay cực kỳ là khỏe các bác nhé. Đấy, rất chi là mát. Các bác nào làm con này, các bác đi làm lao động thì ok rồi, không thể chê vào đâu được nhé. Đấy, đây các bác chỉnh to nhỏ, các bác chỉnh ở đây nhé. Đấy, đây đang số 4 là số to nhất các bác nhé. Các bác ấn xuống này, số 3 này, số 2 này, số 1 này. Đấy, các bác ấn tiếp, nó lại lên số 4. Đây, các bác chỉnh lên chỉnh xuống ở đây hai mũi tên nhé. Còn khi nào các bác muốn tắt đi thì các bác ấn vào nút up này cho em nhé. Các bác giữ 3 giây nhé. Đấy, các bác giữ 3 giây, các bác muốn mở lên các bác cũng giữ 3 giây nhé. Đấy, các bác thấy hay chưa? Quá hay đúng không? Đây, các bác làm con quạt này, các bác đi làm thì ok rồi, quá khỏe luôn nhé. Không lo mất mồ hôi, không lo mệt mỏi, không lo thời tiết nắng nóng nhé. Em báo giá công khai cho các bác mẫu quạt này luôn nhé. Quạt 16.000 mAh hiện tại đang được bên em bán với giá công khai 580.000 nhé. Dung tích 16.000 mAh, 580.000 bao ship. Còn nếu các bác nào muốn mua mẫu quạt rẻ hơn thì đồng nghĩa với việc quả pin này nó ít mAh hơn các bác nhé. Đấy, các bác nào muốn mua mẫu rẻ thì nó có loại 10.000 mAh, nó rơi đâu đấy khoảng 450.000. Cái này 16.000 mAh là 580.000 các bác nhé. Quạt thì bên em nhập trực tiếp bên Nhật Bản nhé. Chọn bộ nguyên chiếc bao gồm hai cái quạt và một bộ acquy như thế này các bác nhé, nó sẽ có theo đầy đủ. Đây, khi các bác nhận hàng nó sẽ ở trong túi, trong hộp như này, nguyên đai nguyên kiện các bác nhé. Đấy, còn nếu cái nào em bóc ra rồi thì nó mất đem mất đai thì lúc đấy em bóc ra em kiểm tra cho các bác trước khi gửi nhé, xem hàng có lỗi lầm hay là tật lỗi gì không các bác nhé. Đấy, đấy các bác mua thì bao gồm một cái pin như thế này nhé và hai cái quạt và một bộ dây sạc như thế này nhé. Giá 600.000, bao ship tận nơi cho các bác 63 tỉnh thành trên mọi miền Tổ quốc nhé. Đấy, quạt hôm nay em về rất chi là nhiều nhé, để các bác sử dụng. Đây gọi là quạt điều hòa. Đấy, đây em sẽ giới thiệu cho các bác luôn cái áo điều hòa như này nhé. Đấy, nếu các bác mua áo điều hòa bên em sẽ đấu sẵn quạt như này cho các bác nhé. Các bác lưu ý nhé. Đây, hai cái quạt hai bên cho các bác nhé. Đấy,
Một bộ áo điều hòa liền quạt như này giá cực kỳ là rẻ, chỉ có 999.000 các bác nhá, 999.000 bao ship tận nhà cho các bác. Đây, cái này thì ở trong nó có một túi để các bác đựng ắc quy nhá. Đấy, và hai cái dây như này. Cái này các bác cắm vào để các bác dùng nhá, các bác cắm vào quạt này. Đấy, các bác quan sát nhá. Đấy, hai quạt. Các bác làm quả này, các bác đi làm thì quên sầu luôn. Các bác làm không bao giờ lo thời tiết oi bức nóng nực các bác nhá. Đấy. Áo thì là bên em sẽ cung cấp ra cho các bác một bộ mẫu áo là kaki nhá. Cái mẫu áo vải kaki này các bác mặc cực kỳ là mát nhá. Nó thoáng khí là cái nhất. Cái thứ hai các bác mặc nó mát nhá. Nó không nóng như tình mẫu khác. Mẫu này thì các bác mặc đi lao động nhá. Rất chi là ok, mát mẻ và bền bỉ theo thời gian nhá. Một bộ combo như này giá 999.000 các bác nhá. Đấy, áo thì em cung cấp cho các bác đầy đủ các loại size, các loại cỡ cho các bác. Các bác chỉ cần cho em chiều cao cân nặng nhá. Đấy, các bác nào quan tâm đến sản phẩm các bác có thể gọi điện đến ba đầu số trên của shop các bác ạ. Hoặc là em ơi bán cho một cái bộ áo điều hòa. Đấy, giá là 999.000 nhá. Đấy. Còn cái loại pin này rẻ hơn cũng có, nó chỉ 10.000 mAh giá 450.000 các bác. Đấy. Thì một cái video rất chỉ là ngắn thôi. Em xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video.